ngày 27 tháng 11, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Cai Sòn Phôn Vi Hẳn và tổng kết hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Chăn Thạp Hon, tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Trong những năm qua, Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên đã trở thành cầu nối hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và Lào. Từ đó có phần hình thành mô hình đối ngoại nhân dân, có phần tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã thay mặt cho lãnh đạo tỉnh gửi tới đất nước Lào anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, hội tích cực tham mưu cho tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và các địa phương Lào. Tại buổi lễ, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam Lào năm 2020 đã được khen thưởng.